Vâng, kính chào mọi người. Mình là Sinh. Mình đến từ đại lý xe Ford Việt Nam. Thì hôm nay mình trở lại với quý các bạn, quý anh chị với một số thông tin chia sẻ nhỏ nhỏ sau đây. Thì phía sau lưng mình đây là một chiếc Ranger Wildtrak. Và xung quanh mình đây thì cũng có rất là nhiều xe bán tải của Ford. Và đặc biệt là những phòng Ford Ranger đang được phân phối tại thị trường Việt Nam với số lượng rất là lớn. Thì vừa rồi đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng có một số thông tin về quy định quy chuẩn mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Thì đối với một dòng xe bán tải có khối lượng trên 950 kg sẽ không được vào nội đô thành phố. Thì thực hư cái đó như thế nào thì hôm nay mình xin mời các bạn, quý anh chị theo mình, chúng ta sẽ cùng giải đáp những thắc mắc phía trên. Rồi, phía trước mặt quý anh chị và các bạn, quý khách hàng, đó là một chiếc Ranger Wildtrak. Thì đầu tiên mình xin quay trở lại là vì sao dòng xe bán tải lại càng càng phổ biến tại thị trường Việt Nam. Thì qua thời gian những năm gần đây, vào cách đây khoảng tầm 5 năm, 7 năm trước, thì bán tải cho tới bây giờ là một phương tiện rất phổ biến tại thị trường Việt Nam. Thứ nhất, đa số những dòng xe bán tải cho tới bây giờ đều được nhập khẩu nguyên chiếc. Thứ hai là cái mức thuế phí của nó thì rất là rẻ. Những năm trước thì nó đóng phí trước bạ thì khoảng tầm là 2%. Còn như năm ngoái thì mức phí trước bạ có tăng lên một xíu là tầm 6% giá trị xe. Thì so ra thì mức phí trước bạ này vẫn rẻ hơn so với một chiếc xe con bình thường. Và tiếp theo nữa là một chiếc bán tải bây giờ thì nó được trang bị rất là nhiều cái tiện nghi. Đó, như cái con bán tải Wildtrak các bạn đang xem trước mặt. Đó. Ngoài một khoang lái đầy đủ tiện nghi. Đó. Tất cả đều được trang bị trong một chiếc xe hơi. Đó, khoang lái đầy đủ tiện nghi này, có màn hình giải trí này, cảnh báo va chạm này kia tùm lum. Đó. Phía sau đây là khoang hành khách. Cái đặc trưng vì sao mà nó đều được là một chiếc bán tải nhưng nó rất là nhiều tiện nghi. Thứ nhất, nó được trang bị như một chiếc xe con, một chiếc xe du lịch bình thường. Thứ hai là nó có thêm một thùng chở hàng phía sau. Đó, tùy vào những dòng xe thì cái thùng hàng này gọi là cái thùng hàng này có khối lượng cụ thể nhất định khi các bạn đem xe đi đăng ký xe. Đó. Xung quanh mình đây thì có rất là nhiều dòng xe Ford và rất là nhiều dòng xe Ranger. Và đây là công ty mình đang làm việc. Rồi, vào quy định quy chuẩn mới của nhà nước Việt Nam thì vào ngày 1 tháng 7 tới năm 2020 thì một số dòng xe bán tải có khối lượng chuyên chở là trên 950 kg sẽ bị hạn chế và không được di chuyển vào khu vực nội đô thành phố. Thì thực tế nó sẽ như thế nào? Thì đối với một số dòng xe Ranger, một số dòng xe bán tải vào những năm 2015 trở về trước thì do khối lượng cái thùng hàng, tức là khối lượng chuyên chở kèm theo khi đăng ký đăng kiểm là trên 950 kg, nó rơi đâu đó khoảng mình nhớ là tầm 991 kg, thì những dòng đó sẽ bị hạn chế và không được di chuyển vào khu vực nội đô thành phố. Mà những dòng sản xuất vào tầm 2016, 2020 và những dòng trở lại đây thì theo thông tin mình nắm được thì khối lượng của nó chuyên chở thì không có quá được 950 kg. Cụ thể là bên mình có những dòng như là XLT, XLS thì khối lượng chuyên chở của nó khoảng tầm là 946 kg hoặc là 924 kg là cao nhất. Hoặc những dòng quay như Wildtrak đây mình đang ngồi thì khối lượng chuyên chở của nó khoảng tầm là 660 kg, thì những dòng này sẽ không bị ảnh hưởng gì hết, nên quý khách hàng an tâm cho mình lựa chọn một chiếc xe hợp lý. Thứ hai nữa là có một phương tiện di chuyển và không có bị hạn chế bởi bất cứ trường hợp nào. Đó. Là vừa rồi thì mình nói chung là mình xin tóm tắt lại vấn đề chính của ngày hôm nay sau đây.
thì theo quy định quy chuẩn mới của nhà nước vào ngày 1 tháng 7 năm 2020 mới, thì những dòng bán tải có khối lượng chuyên chở là trên 950 kg là chúng ta sẽ bị hạn chế và không được di chuyển vào nội đô thành phố. Những khu vực nó cấm bán vì quy định đó thì những dòng đó được coi như là xe tải nên sẽ không di chuyển vào thành phố. Thứ hai thì những dòng có khối lượng là 950 kg, những dòng xe bán tải, những dòng xe mới bây giờ, những dòng xe Ranger mới của bên mình đang phân phối thì có khối lượng chuyên chở thực tế mình biết được thì nó chưa tới được 950 kg, nên quý khách hàng an tâm, mình có thể lựa chọn là một trong số những phiên bản Ranger để mình phục vụ đúng nhu cầu công việc và nhu cầu sử dụng của chính gia đình mình. Hiện tại thì mình đang phụ trách kinh doanh tại đại lý xe Ford Việt Nam. Thì bất cứ trường hợp thắc mắc nào hoặc là bất cứ câu hỏi nào hoặc là cần hỗ trợ về xe, các bạn quý khách hàng cứ liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại 0904 629 519. Rất cảm ơn các bạn quý khách hàng đã theo dõi mình. Xin chào.